Nếu có một ngày tôi viết tưởng vẫn thơ, thì vẫn thơ đầu tiên tôi dành viết về mẹ. Nếu có một ngày tôi viết đường lời ca, thì lời ca đầu tiên tôi cũng dành cho mẹ. Viết về người mẹ hiền, viết về người mẹ yêu. Thành người biết nhớ về mẹ yêu.